này mình sẽ chia sẻ về một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với chiếc đế sạc không dây chính hãng của Apple nha. Đây chính là đế sạc MagSafe. Nói thiệt á là ban đầu thì mình cũng rất là lăn tăn tại vì giá của em nó sẽ hơi chát so với lại những cái dòng sản phẩm khác. Tuy nhiên khi mà sử dụng rồi mình mới thấy nó đáng tiền thật sự á. Và anh em nào mà quan tâm đến chiếc đế sạc này thì nhớ xem hết video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Mình thích nhất ở em đế sạc này đó chính là cái công nghệ 500 MagSafe nha. Nói chung là hàng Apple thì mọi người không cần phải lo lắng về vấn đề tương thích với sản phẩm. Chỉ cần đưa iPhone lại gần, tạch một cái, dính chặt ngay, không lo bị lệch hay là rơi ra ngoài luôn á. Mà sạc 25W này cũng bá đạo không kém nha. Sạc iPhone 16 Pro Max của mình chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng là đầy pin, nhanh hơn hẳn mấy em sạc không dây thông thường luôn á. Sáng dậy, mình chỉ cần sạc tầm 1 tiếng thôi là đã có full pin để mà sử dụng cả ngày luôn. Mà nói về vấn đề tiện lợi thì là một cái điểm mà mình ân bụng nữa. Bởi vì em này sẽ có thể tương thích với rất là nhiều những thiết bị Apple, từ iPhone 12 trở lên nè, cho đến là AirPods có hộp sạc không dây. Nhà mình ai cũng dùng đồ Apple hết, cho nên là có mỗi em sạc này là mình cân hết luôn. Tiện lợi khỏi phải nói á. Bên cạnh đó, nói về thiết kế thì em này sẽ có khá là nhiều những cái ưu điểm ha. Đế sạc này thật sự là nhỏ gọn nha, nó chỉ có nhiêu đây thôi á, mà gọi là sang nữa. Dây cáp dài 1m thoải mái mà dùng luôn. Mình để trên bàn làm việc nè, đầu giường hay là mang theo đi du lịch đều tiện hết. Mà thiết kế này cũng rất là xịn sò với cái tông trắng xám nha, đúng chuẩn Apple luôn. Để đâu á cũng thấy chanh xả tự tin mà dùng á. Tóm lại, đế sạc không dây MagSafe 25W 1m9 hãng của Apple là một trong những siêu phẩm đáng để đầu tư á. Tuy là giá bán của nó hơi cao một chút nhưng mà mình thấy nó đáng đồng tiền nha. Đúng. Nó sẽ có được một cái tốc độ sạc rất là nhanh nè, tiện lợi thoải mái khi mà dùng nữa. Nói chung là mình highlight recommend em này cho mọi người. Link thì mình đã để sẵn dưới phần mô tả rồi, mọi người chỉ cần nhấn vào và xem thôi. Còn bây giờ thì đừng quên like, share, subscribe cho Minh Tuấn Mobile luôn nha. Bye bye.